Qua bạn bè, anh Lê Minh Chí đã cho đối tượng Nguyễn Tấn Tài, ngụ phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuê xe ô tô tự lái. Lúc đầu, Tài trả tiền thuê đầy đủ nên anh Chí rất tin tưởng. Nhưng sau vài lần đòi xem lại chiếc xe cho thuê nhưng bất thành, anh Chí sinh nghi, theo dõi và phát hiện xe của mình bị bán cho người khác. Do chỗ quen đó rồi em có lập hợp đồng gì chứ, chỉ đưa xe chạy rồi tới tháng đưa tiền, tới tháng đưa tiền. Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Tấn Tài đã thuê xe ô tô của 5 bị hại rồi đem đi cầm cố hoặc bán và chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 356 triệu đồng. Thời gian qua, tội phạm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe rồi mang đi cầm cố hoặc bán xảy ra ở nhiều địa phương. Để phòng ngừa, các xe cho thuê đều được gắn thiết bị định vị theo dõi hành trình. Tuy nhiên, đối tượng phạm tội vẫn tìm cách vô hiệu hóa bằng các thiết bị ngắt sóng hoặc đưa máy định vị sang một phương tiện khác. Đối với chủ xe là trước khi cho thuê phải tìm hiểu rõ về nhân thân cũng như kiểm tra giấy tờ tùy thân của người thuê xe, là cần có hợp đồng ràng buộc về quyền nghĩa vụ giữa các bên để theo đúng quy định pháp luật. Trong suốt quá trình cho thuê xe, mượn xe thì chủ xe cần phải liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên với người thuê xe. Dự báo từ nay đến cuối năm, loại tội phạm này sẽ gia tăng hoạt động. Người cho thuê xe cần nâng cao tinh thần cảnh giác, lựa chọn khách thuê xe, nhất là khách hàng thuê dài hạn.